Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em xin giới thiệu mọi người một clip về những cây guitar điện nội địa Nhật. Đầu tiên là một cái Ibanez, cây này rất đẹp nha mọi người, màu bạc và có cái viền xanh ở ngoài. Đàn còn rất là tươm tất, rất là đẹp. Dáng là dáng Superstrat với pickup là HSH. Thì HSH là gì thì mọi người trở lại một hai clip em có những cái clip về nhập môn guitar điện á, em có giải thích đồ vị trí pickup đồ rồi tiếng nó như thế nào rồi tên của từng cái pickup, thì mọi người coi lại clip đó mọi người sẽ thông thái hơn nhiều nha. Rồi thì một cây Superstrat với pickup HSH, những cái hôm đầu hôm cuối nó sẽ cho ra những cái tiếng nó nhiều gen hơn, nó trầm hơn, nó sẽ có những cái single như thế này, nó sẽ cho ra cái tiếng sáng hơn, long lanh hơn. Nói chung là đa dạng pickup, mọi người chơi được đa dạng thể loại. Ibanez nè, Aria Pro hay là Yamaha hay là Fernandes là những cái dãn mà những cái hãng đàn mà em khuyên mọi người với cái tầm tiền mà 2-3 triệu, 4 triệu mọi người nên mua. Tại vì sao? Tại vì nó tốt thật sự rất tốt. Nó chỉnh chu từ cần nè, từ phím nè, từ pickup, từ body nè, tất cả mọi thứ rất là ngon ha. Và hôm qua em có ra một cái clip để tự khắc phục những cái lỗi vặt mà trên cây guitar điện á, thì rất mong mọi người đón xem. Cái clip đó nó sẽ cung cấp cho mọi người những cái kinh nghiệm để mà mọi người tự fix những cái lỗi mà cơ bản. Đối với một người mới thì mọi người hơi sợ, nhưng mà những cái đó mọi người có thể tự làm ở nhà được hết. Rồi Ibanez giò mọi người, bản cần là 42 ha, có lỗi thép trong cần đàn đây, chỉnh cần đây, thì chỉnh cần nằm đây mọi người. Phím thép và phím gỗ cái đàn này tốt nha, không có bị mòn, rất là chất lượng mọi người. Phía sau bộ khóa là bộ khóa zin, cần là cần nguyên bản hết, không gãy, không làm lại và có lỗi thép trong cần đàn. Cây này á mọi người, nước sơn còn khá là đẹp, rất là chỉnh chu, không có bị trầy tróc nha, nhưng mà vẫn có một hai những cái lỗi nhỏ như đây. Đó. Ở đây nó có hai cái chấm nhỏ nhỏ như thế này. Rồi chỉ bị vậy thôi, còn lại rất là đẹp, rất là ngon lành, 2,7 triệu. Mời mọi người nghe thử chất âm. Epiphone dòng Special, và đúng của nó là Special 2 ha. Thì clip trước, clip này em có một cây mà cái dòng nó là dòng Special mà Vintage Edition mọi người. Thì cái dòng Special Vintage Edition nó mắc hơn cái dòng này ha. Thì có một anh chị nói là, có một số anh chị nói là ồ sao giá nó hơi cao. Vintage Edition đó mọi người, cái là cái phiên bản mà phiên bản giả đồ cổ á, thì giá nó cao hơn. Còn cái này là phiên bản bình thường nè, cái giá nó mềm hơn và giá rất là dễ chịu ha mọi người. Giá rất là dễ chịu. Cái này á thì về cần nè, khóa nè, phím nè, tất cả mọi thứ đều ngon hết mọi người. Ngon hết, nước sơn cũng còn khá là đẹp luôn ha. Cũng có những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà không nhiều đâu mọi người. Vài chấm nhỏ nhỏ vậy thôi. Vài chấm nhỏ nhỏ vậy thôi mọi người. Và cây này em bán với giá là 2.8 triệu, một cái giá rất là bình dân. Cái chất lượng gia công ra cây đàn này rất tốt, mọi người có thể an tâm sử dụng một cây Les Paul mà một hãng đàn chính hãng với cái giá khá là mềm 2.8 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm cái đàn này nghe. một cây Strat đến từ nhà Fernandes mọi người ha. Fernandes thì như hồi nãy em nói mọi người đó, Fernandes là một trong những cái hãng mà nội địa Nhật nha mọi người. Chất lượng họ rất tốt, họ có những dòng sản phẩm mà mắc tương đương Fender luôn á mọi người. Fernandes họ chuyên làm về những cái guitar điện, làm về bass điện, làm về guitar điện với chất lượng mộc của họ tốt nè, và gỗ của họ và những cái pickup nè mọi người. Đây là những cái dòng này là dòng pickup riêng của dòng Fernandes nè, rất là xịn ha. Mọi người nhìn từ cái 500 nó khác. Và đây là một cái dạng pickup xịn của Fernandes đó mọi người. Cấu hình của nó là SSH ha, đa dạng thể loại. Những cây này, đây đầu cần là Fernandes là cũng là bản cần 42, phím thép và phím gỗ. Nó ngon lành hết ha, không có bị mòn. Khóa là khóa zin nha, em cam đoan là khóa zin, cần là thẳng đẹp, có lõi thép. Những cây này nè mọi người, mà cây này em đang bán với giá 2,6 triệu. Em nghĩ là mọi người nên mua vì chất lượng của nó tốt và bề ngoài của nó khá là đẹp mọi người. Bề ngoài rất đẹp. Nước sơn một cây đàn Fernandes như vậy là rất đẹp rồi nha mọi người. Chất lượng hết luôn ha. Giá bán 2,6 triệu cây này, chất âm hay lắm. Mọi người tin em đi, về cái body này nè, mọi người về mọi người ôm lên, mọi người sẽ cảm nhận được cái sự cứng, sự chắc và sự... Nói chung một cái đàn Nhật á mọi người cầm lên, mọi người cảm nhận nó sướng. Nó kiểu không có gì để hư, kiểu đó. Rồi, mời mọi người nghe thử chất âm cây này nha, cây số 3. Tiếp theo cũng là một cây Ibanez nữa mọi người, cũng là dòng Ibanez rò giống như cây số 1 nhưng mà cây này thì nó màu xanh dương, và cũng là Superstrat với pickup là HSH ha, cũng ngon hết mọi người. Và cây này màu xanh dương khá là đẹp. Thì có những chú nói là chú lớn tuổi rồi, chú không thích những cái màu nó quá nổi bật, thì mọi người có thể lựa những cái màu mà nó nhu nhu như thế này. Đó, nước sơn thì cũng còn rất là đẹp, rất là ngon, xịn hết ha. Đây mọi người, Ibanez hết, cần thẳng đẹp rồi, có lõi thép trong cần đàn ha. Dòng này là dòng GRX 70 made in Indonesia, là hàng Indonesia làm nhưng mà xuất thẳng vào thị trường Nhật nha. Rồi, phím bàn cũng vậy mọi người, phím bàn còn nguyên vẹn nè, không có bị mòn nha. Những cái này thật sự rất tốt nè, chơi đa thể loại được và sử dụng đa mục đích được. Những anh chị nào mà mọi người mà mới tập làm quen với cái guitar điện, mọi người chịu khó, thay vì mọi người mua một cây tầm 1.800.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.200.000 thì ráng chút xíu lên những cây khoảng chừng 2.000.000 mấy như thế này. Vừa tập ngon mà vừa để sử dụng được lâu dài luôn. Thì tất nhiên đối với những anh chị nào mà mọi người có 8 triệu, 10 triệu, mọi người vẫn có một cái đàn ngon hơn. Nhưng mà em khuyên mọi người là tầm ví dụ như là 2 triệu với mà 2.5 triệu hoặc là 1.800.000 với 2.500.000, 2.600.000 này nè. Mọi người 2.600.000, 2.700.000 này nè, mọi người ráng thêm xíu nữa mà cái đàn mọi người nó tốt hơn rất nhiều và mọi người sử dụng được lâu dài luôn ha. Nhiều người cứ nghĩ thôi mua cây dẫm dẫm về mình tập rồi thời gian sau được, hay mua cây tốt. Thôi thử ban đầu mọi người mua một cây trung bình như thế này luôn, về xài đa mục đích được. Thậm chí nha mọi người, những anh chị nào mà đi show, đi làm show mà đám cưới đám tiệc, mọi người mua mấy cái này về mọi người làm show tốt luôn. Quan trọng là cái hợp tiếng mọi người làm như thế nào, quan trọng là kỹ thuật mọi người đánh như thế nào. Cái đàn thì nó đã chuẩn rồi đó ha. Rồi mời mọi người nghe thử cái đàn này nha, Ibanez Raw màu xanh dương, giá bán 2.700.000. Tiếp theo mọi người, một cây nữa cũng rất là xịn nè. Đây là cây Aria Pro, dòng là dòng Diamond Series mọi người. Dòng Diamond Series này là dòng làm ở Nhật ha. Thì đây là một cây đàn mà nhúng một chiều lỡ mọi người. Có nghĩa là nó không phải là hai chiều mà nó một chiều lỡ. Thì chiều lỡ này nó cũng khá là hay. Cái nhúng bình thường á là mọi người chỉ nhúng được về phía trước thôi mọi người ha. Còn cái nhúng này nó có thể nhúng được về phía trước và về phía sau luôn ha. Một chút xíu về phía sau thì gọi là một chiều lỡ. Cái đàn này nó zin, kể cả pickup mọi người có thấy trên tầng pickup nó có chữ Aria Pro. Và mọi người nhìn cái ngựa của nó nè. Nhìn cái ngựa của mấy cái thằng Nhật á mọi người nhìn nó kinh khủng lắm, nhìn nó kiểu to bự á, kiểu này giống như là thời điểm này trái đất nó còn nhiều quặng sắt hay sao á. Thời điểm này sắt thép nó rẻ hay sao mọi người, nó làm cái gì nó bự sự, nhìn nó kinh khủng lắm ha. Vừa có tắc coi luôn nha mọi người, cái này có tắc coi luôn, có nghĩa là biến cái pickup hum này từ một cái hum trở thành một cái single. Rồi thì ở trên đây nó có locking nữa, là nó lock được cái dây trên đây để không chạy dây ha. Phím cây này bản cần 42 có loại thép ha. Phím còn ngon lành ha, không có chạm, không có rè. Ở phía sau là bộ khóa của Aria Pro luôn nè mọi người. Có người hỏi em đây là cái gì? Thì đây là cái chỗ mà nó dắt hai cái lục giác ở đây ha. Mọi người mua về em bổ sung hai cái lục giác dắt vô đây, nhìn nó ghê lắm mọi người. Nhìn nó quân sự đó. Nhìn nó giống như mấy chiếc xe Jeep hồi xưa mà ăn bên để cái cuốc, ăn bên để cái xẻng vậy đó. Nó dắt thẳng lên như này luôn. Rồi cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Cái màu nước sơn còn đẹp ha, chất lượng hết nha mọi người. Rất hiếm một cây mà còn đẹp vậy. Ở đây có chốc sơn chút xíu nè. Đó. Cái nắp lưng này thì mọi người yên tâm nha. Khi em bán em sẽ bổ sung cái nắp lưng này cho mọi người. Chủ yếu là nghe chất âm thôi. Còn về vặt nguyên vẹn thì cái đàn này nguyên vẹn hết. Mời mọi người nghe thử chất âm của cây này, Aria Pro 2 dòng Diamond Series. Tiếp theo mọi người, một cây Fernandes đúng đàn Nhật nữa nè mọi người. Đây Fernandes. Thì cây này nhúng của nó là nhúng hai chiều nha, nhúng hai chiều, màu của nó là màu tím, còn rất là đẹp. Thì mọi người thấy cái chỗ đậm chỗ lợt là ngày xưa nó dán decal trên đây lung tung đó mọi người. Nhưng mà mọi người đừng, mọi người cứ an tâm. Thì về xài thời gian là điều màu lại thôi ha. Cây này nè mọi người thấy là Fernandes xịn hết trơn ha, từng pick up 24 phím, nhúng hai chiều luôn, locking đầy đủ hết trơn ha. Cái này nó còn có tách coi nữa mọi người, và nó tách coi bằng cái nút này nè mọi người. Mọi người thấy ha, khi mọi người nhấn xuống về nó sẽ là home nè, mọi người nhả lên nó là single nè, nhấn xuống nó là home nè, nhả lên nó là single nè. Xịn ha. Mấy thằng Nhật nó làm nhiều cái bất ngờ lắm mọi người. Rồi phía sau nước sơn còn khá là đẹp. Đợt này đàn đẹp mọi người, thành ra mọi người cứ an tâm mà sử dụng ha. Cần cũng vậy, cần hẳn đẹp. Khóa trên từng khóa của nó, khóa này là khóa gồ tông hết nha mọi người, khóa gồ tông hết luôn. Thành ra mọi người an tâm. Những cái khóa gồ tông này nó giữ tune tốt, và khi mà lên dây nó rất là nhẹ nhàng. Rồi em cũng có một cái lời khuyên chân thành luôn là những anh chị nào mà đã từng chơi được guitar điện rồi, mọi người có kinh nghiệm rồi, mọi người đam mê, mọi người hãy nên sắm một cây hai chiều để mọi người trải nghiệm thêm về cái phần mà cây đàn hai chiều. Còn những bạn mà người mới, mọi người không nên mua một cây đàn nhúng hai chiều, vì cơ bản cây đàn hai chiều nó đòi hỏi chúng ta phải thật là cơ bản là phải biết chơi guitar rồi. Thứ hai nữa là nó đòi hỏi chúng ta phải kỹ càng, vì cái công tác mà lên dây, thay dây cho một cây hai chiều nó rất là cực. Thật sự là có nhiều người nói trời ơi tôi xài bình thường, chú này chú nói gì đâu mà thấy ghê quá, nói vậy sao ai dám mua. Nhưng mà thật sự là mọi người, nếu mà mọi người xài những cây hai chiều này bình thường là mọi người thuộc về những người giỏi đó mọi người. Hoặc là mọi người rất là kỹ tính, hoặc là mọi người, nói chung là mọi người là thuộc về cái điểm tư chất mọi người cao á. Thành ra mọi người sử dụng những cây hai chiều này nó mới dễ trong cái phần mà thay dây rồi vân vân. Còn những người mà bình thường mà mọi người tưởng tượng đi, họ ở một cái vùng quê nào xa xôi, không có một người anh nào hướng dẫn, không có một người thầy nào hướng dẫn, mà lên mà gặp cái nhúng hai chiều này mà họ lên dây không được, nhiều khi họ giận, họ bỏ chơi luôn á mọi người, thật sự. Thành ra mọi người đừng có nghĩ là tại sao mà em đi cảnh báo mà em giao to búa lớn mà nói nhúng hai chiều là nó thế này thế kia. Thật sự mọi người trải nghiệm được thì thật sự là mọi người rất giỏi. Còn không phải ai cũng được như vậy đâu. Thành ra cái nhúng hai chiều này em luôn tư vấn kỹ. Anh chị em nào muốn trải nghiệm, anh chị em nào đã chơi được, anh chị em muốn trải nghiệm nhúng hai chiều thì nên trải nghiệm. Còn những người mà thực sự mọi người mới lần đầu vô, đừng bao giờ tìm một cây mà 24 phím nhúng hai chiều hết trơn. Mà mọi người cũng nên lên search thử cái phần mà thay dây cho guitar nhúng hai chiều, để mà mọi người tìm hiểu trước cái quá trình thay dây nó phải như thế nào. Chứ không phải là đơn giản giống như cây nhúng một chiều mà thọt vô rồi lên dây bình thường đâu nha mọi người ha. Mọi người nên kỹ càng. Cái đó là em chân tình. Bán ai cũng có lời hết mọi người ha. Nhưng mà em luôn nói với mọi người kỹ trước khi mua, để mà khi mọi người mua về mọi người sẽ không bị khó chịu. Nó xứng đáng đồng tiền mọi người hơn. Mua về mà xài được thì mình cảm thấy nó xứng đáng, còn mua về mà xài không được mình cảm thấy nó khó chịu. Đó, rồi, vậy thôi. Một cây Yamaha đó mọi người. Đây Yamaha, mã hàng của nó IGX112B. Cây Yamaha dáng Strat. Yamaha là một thương hiệu lớn trong lòng người Việt Nam mình rồi, không phải nói nhiều quá đâu. Thì cây đàn này là một cây đàn màu đỏ, giá bán là 2,6 triệu, khá là mềm. Cái đàn này nó được làm ở Cao Hùng, Đài Loan ha. Có số series đồ đầy đủ hết trơn nha mọi người. Đây nó có số series nè. Đó, có số series đầy đủ cho mọi người hết. Trên từng khóa nó có chữ Yamaha, cần là thẳng đẹp ha. Bản cần cũng vậy, bản cần 42, phím không mòn mọi người. Đó. Pickup của nó là SSH ha. Màu sơn thì nó nói thật mọi người là nó cũng có những cái chỗ trầy nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Đó. Mà nó không ảnh hưởng đến độ bền hay chất âm nha mọi người. Nó chỉ bị là nó bị hơi sóng xíu thôi. Đó. Thì cây này cái đợt trước là có một anh ở ngoài Hà Nội, anh đặt em rồi. Nhưng mà sau đó thì ảnh gặp một cây Yamaha nhưng mà made in Japan luôn. Thành ra ảnh đổi qua, ảnh lấy cây đó nên cây này nó còn tồn lại. Nhưng mà cây này không phải là xấu đó nha mọi người. Chất lượng rất tốt và giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Đó. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này nha. Cây này là cũng là một cây Fernandes mà được sản xuất tại Nhật luôn nè mọi người ha. Giống như cái cây mà màu tím hồi nãy. Thì cái cây màu tím hồi nãy nếu mà ai cảm thấy nó hơi nổi quá thì mọi người có thể chuyển qua mọi người xài cây này. Cây này là màu xanh dương, cũng y hệt như vậy, cũng là nhúng hai chiều, cũng là pickup zin của Fernandes, cũng là 24 phím, cũng là dòng của Nhật, cũng là khóa gồ tông. Hết tất cả mọi thứ. Và cây này nước sơn thì thậm chí còn đẹp hơn cây nãy nữa mọi người. Và cái màu, thật ra thì tùy người thích thôi mọi người. Cây nãy thì ai thích màu tím lấy màu tím, ai thích màu xanh dương lấy màu xanh dương, chứ không phải là lúc nào nó cũng ấy. Cây này nó cũng có tắc coi nè mọi người, nhưng mà khác với cây nãy thì cây hồi nãy á, là mọi người nhấn, còn cây này là mọi người sẽ dở lên ha, nó tắc coi. Rồi màu sơn đẹp quá mọi người, hiếm có một cây Nhật nào mà màu sơn được đẹp vậy. Đây nó có một cái điểm, một cái chấm nhỏ đây nè, không biết mọi người thấy không? Nó có một cái chấm trầy nhỏ cho nó thôi mọi người, còn lại nước sơn cây này rất đẹp nha. Hiếm có một cây Nhật nào mà còn đẹp như vậy. Những cái này mọi người nên mua, nên dành nha mà mua, thật sự ngon lắm. Cái body nó cầm về đảm bảo anh chị nào mà mua về cầm cái body cái rồi mọi người qua cầm những cái cây mà bây giờ mọi người thấy cái body ngày xưa lúc cái thời mà tài nguyên trên trái đất này nó còn nhiều quá. Nó ngon hơn. Nó thời điểm này họ làm cái gì nó cũng bự sự cứng chắc rồi mọi người. Gỗ cũng vậy, thời điểm này chắc gỗ kiểu cũng có đốn mớ rồi nhưng mà kiểu cũng còn gỗ tốt nhiều, nó vậy. Còn giờ là nó đốn hết rồi. một cây nữa là dán SG ha, dán SG này của Mai Xanh mà. Thì dán SG là một trong những dán đàn mà em cảm thấy nó rất đẹp, đó là ý kiến chủ quan cá nhân thôi. Còn chất tiếng của nó thì sao, nó giống như những cây Les Paul với hai cặp pickup là pickup hum hết. Những cây này thì mọi người sẽ không có lựa chọn single trên đây mà chỉ toàn là hum thôi. Thì tùy theo người mê mọi người. Có những người họ chê single tiếng nó thé quá, kiểu nó sáng á mọi người, không thích. Người có những người họ thích cái tiếng nó dày mà nó trầm thì mọi người lựa chọn những cây hum như thế này. Kiểu dáng này thì rất đẹp rồi, cũng còn rất là mới nha mọi người. Phím rồi tất cả mọi thứ ngon lành mới hết. Bộ khóa cũng vậy, bộ khóa là khóa zin, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại và là cần liền luôn ha. Cây này khá rẻ mọi người, tính ra cần liền là ngon lắm luôn á. Mà em bán có 2,5 triệu mọi người nên mua, mà cái đàn này mới tinh nè nha mọi người, mới tinh á. Mọi người nhìn là còn cả siêu ni lông, trời kéo lên cái nghe cái sột vậy đó, đã nha. Cái nữa, ôi đã, làm hoài luôn á, ngồi là làm hoài lắm. Rồi có trầy, sau lưng có trầy một xíu. Thì kiểu đàn ông của mình đó mọi người, mọi người hay mang dây nịch đó, đứng đánh thì cái mặt dây nịch nó cạo vào đây thì nó hơi trầy, nhưng mà hàng đã qua sử dụng thì phải trầy một xíu em nha. Còn mặt trước, là mặt tiền đẹp hết, 2,5 triệu mà cần liền, đáng mua lắm luôn, nên mua nha mọi người. Rồi, một cây nữa là cây này là cái BC Rich nha mọi người, BC Rich. Thì những ai mà có nghiên cứu về guitar thì mọi người, BC Rich là một cây mà tiếng nó khá là hung tợn mọi người. Kiểu nó, cái pickup của nó ăn ride, ăn overdrive, ăn distortion cao á. Thành ra những ai mà chơi dòng nhạc từ rock đổ lên á, mọi người hãy lựa chọn cái BC Rich này. Rồi, còn về ngoại hình thì em nói luôn, BC Rich này nó có một cái màu đen mà có camai ở trong và nước sơn còn rất là đẹp mọi người. Cây này thì em bán với giá cũng rẻ nha. Nước sơn thì còn nguyên vẹn hết, đẹp hết luôn. Cần thẳng đẹp, khóa là khóa zin. Cũng là có lỗi thép, bản cần 42, phím đâu ngon lành hết. Giá em bán cây này là 2,5 triệu nha. Em mời mọi người nghe thử chất âm cây này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu thương, tin tưởng trong tất cả các clip nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Em là Duy để từng Sơn Ca Acoustic.